Phương Lê, Vũ Luân quấn quýt ở sự kiện. Hoa hậu Phương Lê ôm hôn, quấn quýt nghệ sĩ Vũ Luân không rời trong sự kiện ở thành phố Hồ Chí Minh. Phương Lê diện váy hồng rễ vai, sánh đôi nghệ sĩ Vũ Luân đi event hôm 26 tháng 6. Một năm qua, Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017 đặc biệt thân thiết với nghệ sĩ cải lương Vũ Luân. Cả hai bị đồn đang hẹn hò, sắp về chung nhà. Phương Lê hiện là mẹ đơn thân, sau ly hôn chồng đại gia, còn Vũ Luân cũng độc thân, kín tiếng về chuyện tình cảm. Khi được hỏi về mối quan hệ với Vũ Luân, Phương Lê cho biết tình cảm của cả hai đặc biệt, khó giải thích. Vũ Luân nói hiện tại với anh Phương Lê là người phụ nữ quan trọng. Hoa hậu 7X và Vũ Luân âu yếm, chăm sóc nhau. Trước đây chúng tôi chỉ là bạn nhưng hiện tại mối quan hệ đã tiến triển hơn thế, ngày càng tâm đầu ý hợp. Tôi sẽ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, không nói trước điều gì, Vũ Luân cho hay. Nghệ sĩ cải lương và hoa hậu Quý bà trao nhau ánh mắt tình tứ ở sự kiện. Phương Lê tiết lộ gia đình cô cũng thần tượng nghệ sĩ Vũ Luân và ủng hộ mối quan hệ của cả hai. Vũ Luân cho biết khi ở bên Phương Lê anh cảm thấy rất an toàn, tin cậy. Ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi, bìa trái, diện váy thúc ngực, xuyên thấu đến chúc mừng nghệ sĩ Vũ Luân trở thành đại sứ thương hiệu cho một nhãn hiệu mỹ phẩm của Nhật. Khi chương trình sắp bắt đầu, Phương Lê thay bộ cánh thứ hai gam trắng, ôm chặt Vũ Luân trên thảm đỏ. Quý bà quê Trà Vinh nói ở bên Vũ Luân cô cảm thấy khá áp lực vì anh là người nổi tiếng, được đông đảo khán giả biết đến. Tôi ý thức phải chăm chút bản thân hơn và đã cố gắng giảm được 15kg để có diện mạo trẻ trung, xinh đẹp khi đi bên anh Luân, Phương Lê nói. Vũ Luân thể hiện một ca khúc trong sự kiện. Khi nghệ sĩ hát, Phương Lê lên sân khấu tặng hoa, tranh thủ ôm bạn trai tin đồn. Hoa hậu còn hôn má nam nghệ sĩ trước mặt tất cả khách mời. Phương Lê sinh năm 1979, quê Trà Vinh. Cô được biết đến từ khi đoạt giải Á hậu doanh nhân người Việt Thế giới 2016. Năm 2017, Phương Lê giành chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới. Cô là nữ doanh nhân nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh, ngoài mở phòng khám nha khoa, kinh doanh bất động sản, khách sạn, resort, văn phòng cho thuê. Phương Lê còn là vlogger về ẩm thực. Cô có kênh YouTube riêng, thường xuyên thực hiện các video khoe tài nấu những món đặc sản miền Tây Nam Bộ. Về đời tư, Phương Lê từng đổ vỡ hôn nhân, hiện là mẹ đơn thân, có 3 con gái. Vũ Luân tên thật là Lương Văn Bình, sinh năm 1972. Năm 1992, anh tham gia nhóm đồng ấu Bạch Long, được nghệ sĩ Bạch Long đặt cho nghệ danh Vũ Luân vì thấy anh có nhiều nét giống Vũ Linh. Sau khi đi hát và nổi tiếng, năm 2002, Vũ Luân lập đoàn xã hội hóa lấy tên mình, chuyên diễn các vở tuồng cổ. Năm 2007, anh đoạt giải diễn viên xuất sắc Trần Hữu Trang lần 10. Năm 2015, anh được trao danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Vũ Luân để lại ấn tượng qua các vai diễn, Từ Hải Thọ trong vở Sử Bá Đao Từ Hải Thọ, Lương Sơn Bá trong vở Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài, Ngô Phù Sai trong vở Giang Sơn Mỹ Nhân, Lê Quyết trong vở Trời Nam. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.